đại lãng thờ anh nét thèm vườn rau lộc hưng bài của linh mục joseph tại duy tuyền người xưa dạy con cháu rằng tay làm hàm nhai tay quay miệng trễ nhưng nhìn vào xã hội ngày nay ta thấy rất nhiều người chẳng muốn làm chỉ chật chờ ăn những loại người này có thể gọi là đại lãng thờ anh nét chuyện xưa kể rằng một ngày nọ đại lãng đến bên một cây sung to trôi bao nhiêu là quả chín lại nữa thỉnh thoảng một quả rơi xuống bên gốc cây hắn nghĩ ngay ra một diệu kế cần phải nằm ngửa hát to miệng thế nào cũng có quả rơi đúng miệng lúc đó hắn sẽ nhai ngon lành mà chẳng cần phải hoài công leo trèo hái lượm gì nhiều quả sung lần lượt rơi chung quanh mình nhưng chẳng có một quả nào rơi vào miệng hắn. Vừa đói vừa mệt, hắn đành nút nước bọc thất vọng đứng dậy. Thành ngữ há miệng chờ sung, hay đại lãng chờ sung. Từ đó đã gán cho những kẻ lười biến mà lại đòi có cái ăn cái để. Chuyện ngày nay kể rằng, cứ đất nào đẹp, địa thế thuận lợi thì lãnh đạo sẽ quy hoạch để cướp đất, phân lô và bán đất. Các quan chức này chỉ thấy đất là thấy vàng mà không nhìn thấy biết bao mồ hôi người dân đã đổ ra trên mặt đất này từ bao đời nay họ giống như đại lãng cứ tưởng há miệng là sung rơi trúng cho mà ăn nhưng họ đã lầm chân lý luôn thắng những người không làm mà đòi ăn đều thất bại đắng cay điển hình là thành phố đà nẵng với cái tên vũ nhôm làm bình phong cho các quan chức để thâu tóm đất giá rẻ mạt mà bán với giá trên trời nay cũng đang bốc lịch 17 năm và trả lại cho đất nước cả hàng ngàn tỷ và đáng lòng hơn là chẳng cần quy hoạch theo chương trình phát triển đất nước nhưng vẫn to tiếng đuổi dân chiếm đất như thủ thiêm để bây giờ chín rõ mười mươi không có quy hoạch và tuyên bố trả lại cho dân cho giáo sứ cho dòng thủ thiêm gần đây nhất là vườn rau lộc hưng những đại lãng thời internet cũng ngang nhiên giải tỏa để làm gì thì không có văn bản rõ ràng họ chỉ thấy đất vàng và muốn chiếm mà đâu nghĩ đất đã có chủ từ rất xa xưa giáo hội công giáo đã khai phá và cho dân trồng cấy người dân bao đời đã gìn giữ cho con cháu chứ đâu nghĩ rằng một đất nước dường như không còn luật pháp không đối thoại không ra tòa xét xử mà tự chương bị mất nhà mất đất trước những ngày xuân đoàn tụ gia đình. Chúng ta tin rằng chân lý sẽ thắng vì có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ mang phần cho ta. Bài phúc âm hôm nay nhiều người nghĩ đơn giản là chỉ cần vâng nghe lời Chúa là có mẹ các kỳ diệu. Chúa chẳng bao giờ ban cho kẻ lười biếng dư thừa, Chúa chỉ chúc phúc cho những ai đã vất vả cực nhọc Được nhìn thấy công lao của mình bỏ ra thật xứng đáng Phúc âm kể rằng anh em nhà ngư phủ Simon và André Đã vất vả đánh cá cả đêm mà chẳng được con nào Họ vật vả với sóng gió biển cả suốt đêm Họ luôn phải đối mặt với biết bao hiểm huy Thế nhưng lưới vẫn nhẹ, thuyền vẫn rỗng vì chẳng bắt được con cá nào Ánh bình minh hôm nay không đem lại cho họ niềm vui Niềm hân hoan cả ngày mới không đến với họ Họ thất vọng nhiều hơn vui Một đêm vất vả chẳng được gì là dấu chỉ cho một ngày Cơm bữa no bữa đói Lòng buồn vờ vợ Họ ngồi giặt lưới trong tâm trạng tiểu nặng âu lo Thuyền lưới của họ xem ra đã vô dụng Bỗng dưng Thầy giê -xu lại chỉ cho họ cách bắt cá Hãy thả lưới bên mạng thuyền sẽ có cá họ đã làm và đã thấy điều kỳ diệu. Quả đúng là trời không bao giờ phụ ta. Trời luôn chúc phúc cho những ai thành tâm thiện chí sẽ không đói khổ bao giờ. Chúng ta hãy tin tưởng vào chân lý luôn thắng. Sự cần cù của chúng ta luôn được chúc phúc từ Thiên Chúa. Năm mới kỷ hợi đang bắt đầu, chúng ta hãy xin Chúa chúc lành cho công việc chúng ta một năm thuận buồm xuôi gió một năm luôn được nhìn thấy thành quả của mình sau những ngày tháng vất vả vuông trồng. Ước gì mỗi người chúng ta giàu trong hoàn cảnh nào cũng không bỏ cuộc nhưng luôn tin tưởng vào ân trợ giúp của Chúa sẽ trợ giúp những ai tin tưởng cầu xin Ngài. Xin Chúa giúp chúng ta luôn biết chạy đến với Chúa và kêu cầu Chúa trong những lúc khó khăn. Amen. Bài của Linh Mục Joseph tại Dư Tuyền